cả và tượng trưng cho người mẹ. Giống như bài hát vừa rồi, đó là bông hồng cài áo, cũng là bài tượng trưng cho người mẹ. Thì ở đây, người phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài, với làn sóng thiết tha của biển cả, qua vũ khúc Giáng Em Lụa Là. Nếu quý vị mà muốn coi mấy em múa đẹp á, thì hãy cho một tràng. Merci beaucoup. Thưa quý vị, đây vũ khúc Giáng Em Lụa Là.
Khoan, đứng yên. Quý vị thấy không? Vừa bị gió vô, sân khấu thì chật, nhưng mà quý vị thấy không? Giống như sóng, cơn sóng vậy ha. Một lần nữa, chân thành cảm ơn mấy em. Múa mấy em múa rất là đẹp. Bây giờ, applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thưa quý vị, Nguyễn Đức gầm nãy giờ mà quên hết trời, là chương trình chùa.